mang đi rồi. Vâng ạ, tớ biết chỗ đỗ rồi ạ. Tớ nhìn đường tớ biết rồi. Em quay đầu luôn em ạ, em đi cái tâm nó như nào là mình đánh một kia là mình quay đầu quay lại đầu luôn. Tí đi là đi luôn. Tùng ơi làm con VinFast cái này đường này Tùng ơi đi tạm này. Con lắc số A20 này. Lắc A20 turbo. Không em đây song song với thằng này đi. Em song song với thằng xe đỏ kìa. Sau đó tí em thì lùi lại kia nó là xong. Đừng rúi đít nhau tí quay nó khổ. Dí mà gần VinFast được cái gì đâu. Hả? Sao đến đây cái gì? Vất vả rồi. Hả? Lùi đây cạnh VinFast được được. Ừ, không lùi lại được con VinFast này. Ừ, xe mình đông khách nhất đấy. Xe chị Huyền là không bị ế. Có đôi có cặp bên dưới nó phải có đôi có cặp. Bỏ cả xe không thèm đi nữa. Chị á. Ô tô có cần vé không? Dạ ô tô có cần vé. Cần tiền thôi. Tiền thôi. Cần tiền thôi. Anh ký ra đây này. Tiền mà kia tí ra. Không. Vlog. Về mình mới ấy sao. Về mới không về mình mới làm ấy sao. À, có mỏi nha. Đội mũ lên con, vừa nãy chị đi trên xe chị nên nhớ mặt đấy. Mũ lên con phải mở mắt biết tại sao không? Tại vì nó đem mấy cái cột này này. Đâu, tốt nhất là để cũng 10 đi thôi. 10 xe nó chậm lắm. Để xe dưới đài đi bộ lên. Mà hôm nào mà chẳng đi bộ ở đây. Hôm nào cũng đi bộ ở đây thì chẳng 49 nữa. Sắm lễ. Tôi đưa cho tiền 200 đây. Trả 141 à 49 này. 49. 49 rồi. 151.000. 149 mới 59. Hai ông bà cứ tính với nhau con. Cầm về tí lễ dưới kia là. Anh à, tôi thiêng lắm đấy nhá. Cái gì? Anh Tùng đứng cạnh người đấy. Bắt này mà lấy được người mình yêu chứ còn gì nữa. Vào đây đây cầu lấy được người mình yêu chứ còn gì nữa. Anh Nguyệt đã bảo anh cái này thiêng lắm. Vào đây mà. Trời lại phát ra đúng không? Lại chơi lại phát chứ. Đâu hết rồi. Nó cạnh con nữa. Thôi thật cho các bố lão đi chứ. Đây là anh em thăm đoàn vào làm lễ dâng hương tại chùa hang.
đang ấy mà. Thái lên mọi người thắp đây. Thắp hương cầu Phật. Từng người lên thẳng rồi. Tiếp tục hành trình vào trong cửa hang này. Đấy anh Nhượng này. Đấy. Để anh khoác cho này. Thế tê tái cũng được. Cây này là cây gì nhỉ? Hả? Ỷ lan à? Cây này nó phải đến 100 năm rồi. Hả? 200 năm. Hơn 200 năm. 200 tuổi. Hơn 200. À, như thường niên thì lễ hội chùa hang này sẽ diễn ra vào các ngày 14, 15, 16 hàng năm. Và đây là sân khấu để chuẩn bị cho ngày lễ. Bây giờ là đang đường lên thăm cửa hang nhá. Đang vào hang. Vào hang là cái hang này là nơi mà Bác Hồ đã từng đến đây ở từ năm 50 nhỉ. Năm 50. Bác Hồ. Đã. Lên đây thắp từ đây vào chứ. Đây em ơi, đây đi từ đây mà. Các bạn thân yêu, người ta đi từ cổng đi vào. Đi chùa thường là như thế nhỉ. Mời các bạn nhớ nào. Kiếm được. Đây đi đi xuống đây đoàn mình chúng ta chụp một kiểu này. Đây 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 đẹp. Đi đi lát lát đoạn. Ví rất giống ngôi giới ảnh nhá. Đoàn. Huyền Huyền như không thấy đâu. Huyền hôm nọ vừa lên nhỉ. Hôm nay là không không. Không. Mình cầu cho trường không nào, mình cầu cho gia đình rồi.
cầu của Trung Quốc Thái dưới. Chị Sơn có thằng quý bạn không? Không, quý mã lên một đứa thôi. Được quý mã. Ờ đúng rồi, như năm nay một quý mã thôi. Quý mã là con trai năm nay. Đây đi ngâm tí thì ra. Cái lỗi này là vào ấy. Đoàn đang mà làm lễ thắp hương tượng Phật bàn. Đi kìa, đi hiện ở. Vâng. Nhằm cháu. Vâng. Cầm tay cháu một tí. Dạ dạ dạ. Nhờ chú. Cô Mão nhỉ? Ừ. Vâng, chào chào cô nhé. Cô chào cháu. Phật Quan Thế Âm. Các đoàn tiếp tục di chuyển vào trong hang. Quay cả TikTok luôn không? Cái hang này là có từ năm 1924. Đây, cảnh quay từ trên cửa hang xuống đây. Cứ lên đi, cái này quay để tầm TikTok à. Ở chụp đâu mà chụp đâu. Không ai lại không được quay đằng sau. Bây giờ đường bước bậc lên cửa hang. Có phải cống không? Đúng không? Đường vào hang, vào chỗ hang này. Bước qua cửa hang thì chúng ta sẽ thấy tượng ngài. Okay. Lần lượt thì bạn bè, đây là nơi đền thờ Bác. Thank you.
tiếp tục hành trình đi sâu vào trong cửa hàng. Đây, mời các bạn sẽ vào tham quan trong cửa hàng này. Mới vào đến đầu đây hả? Thực ra vào sâu này mình chưa vào đâu. Trong hàng thì sâu lắm anh ạ. Ừ, chưa được đi. Mình chỉ xuống chỗ này mình vòng ra thủ kia thôi. Ra đây. Hả? Nãy có ai đâu? Bác Hồ vào đây tránh đạn đấy. Bác Hồ cũng đã từng là công tác ở đây từ năm 47 đến năm 50. Lối vào trong này còn rất là sâu các bạn. Nếu như mình có điều kiện mình có đèn đi, có đèn pin thì mình mới vào được. Và đây có thờ hai con linh xà. Và hành trình vào thăm hang đã kết thúc ở đây. Vào trong thì bây giờ mình phải chuẩn bị đèn pin vào được. Ô, cái lối này còn vào là lối gì nhỉ? À, chị Mây ấy, chị ấy. Về nhà mới xem kỹ. Cả đoàn chụp một ảnh làm ảnh lưu niệm. Rồi.
Em bật rồi nhá, là 2 3 này. Rồi 1 kiểu là 2 kiểu nữa nhá. Rồi 2 kiểu nữa. Rồi 1 kiểu nữa nhá. Cô dâu là người đi đầu tiên các bạn nhá. Hãy xếp ở đây chụp kiểu nữa nhỉ. Toàn cảnh hơi chùa hang, trong hang là sao đứng trong hang là sao một những tảng đá rất là cao to các bạn. Tảng đá rất là cao đây. Nếu mà ước tính từ đỉnh hang xuống phải tầm 200 m. Đây nha các bạn nha. Đây. Đó, đây, đây, đây xuống nha. Rồi. Và sân khấu của lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 14, 15, 16 tháng Giêng hàng năm. Và đây là cửa hàng. Và chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nha, tiếp tục cuộc hành trình đoàn sẽ đi về ATK nhá. Thắp hương đài tưởng niệm. Bác. Đoàn đang chuẩn bị lên đường đi ATK Phú Đình, nơi tưởng niệm bác. Sau khi kết thúc chuyến thắp hương ở chùa Hang, ngày đoàn tiếp tục đến với ATK Phú Đình. Xin 4 cái cả nhà. Chưa thấy chào bà đâu nha, chúc nha. Ôi chết rồi. Em chạy từ đuôi số xe của em mà đuôi nó. Nào chuẩn bị nhá, hành trình lên đường đi tiếp nhá. Thế là đội kia để xe ở đâu? À, di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa Thái Nguyên, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bắt đầu đoàn hành trình lên để thắp hương tại đài tưởng niệm của bác. Đoàn tiếp tục hành trình lên đài tưởng niệm ATK. Hello. Hello. Đang theo đoàn đi. Ok. Hello. I love you. Có sao đâu, hôm nay mình đi du xuân đi.
xuân mà. Đi du xuân nên nó phải có cái vui chứ. Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thu Hương trưởng khoa làm trưởng đoàn. Chúng con hành trình về di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa. Chào bạn, nhân đây là đài tưởng niệm Bác Hồ. Hôm nay có rất nhiều đoàn đến để dâng hương Bác đầu năm. Chỗ đài tưởng niệm Bác. Đoàn mới được vào làm lễ dâng hương. Mời đoàn dâng lễ. Xin. Sau đây trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Quế, hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Lưu Viết Tùng, chủ tịch công đoàn, đại diện đoàn tiến về phía trước dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời đoàn ổn định.
Kính thưa anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, hòa chung không khí phấn khởi mừng đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Quý Mão 2023, đoàn trường tiểu học Linh Thông, Định Hóa, Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thị Huế, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn. Chúng con thành kính về di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa, nơi chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ ở làm việc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn 1946-1954, giành thắng lợi vẻ vang của dân tộc, tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, chúng con ghi nhớ công lao của chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta như non cao biển rộng, tình thương của người đối với đồng bào, đồng chí bao la không bờ bến, lòng kính yêu của toàn Đảng, toàn dân ta đối với người là vô hạn. Hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 2023, tức ngày 6 tháng Giêng năm Quý Mão, tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, chúng con xin được kính cẩn dâng lễ, thắp nến tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng con xin nguyện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, cầu cho đất nước phồn vinh, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Cầu chúc cho đồng chí Nguyễn Thị Huế, hiệu trưởng trường tiểu học Linh Thông, cùng các đồng chí trong đoàn và gia đình luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao, người hiền linh phù hộ độ trì, ban an bình và thịnh vượng. Để bày tỏ lòng thành kính biết ơn trước anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, trân trọng kính mời làm một giây phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Quay cho mọi người xuống. Nhìn này cái này. Ê. Quá đẹp. Chúc bà chúc quay giúp.
Chụp được, quay được mà. Chụp nhá, đứng như nó đều, đứng đều để chụp nào. Ok. Em ơi, đừng làm thế. Nào, giờ hết chưa, được chuẩn bị chưa nào. Chụp nhá. 1, 2, 3. Cười lên nhá. Cười lên. Mình có nhiều thời gian mà. Ừ, thời gian thoải mái. Mặt to hết đầu. Được chưa? Ok, ok. Thank you. Chưa chắc đã chấm. Đúng là trong nhóm mình ở đây xem là bằng này người. Đâu lên kế hoạch tiếp tục tăng 2 anh mùng 8 đây. Hết tháng riêng còn được chứ, mùng 8 gì. Ký rồi, đi hết tháng riêng rồi. Các đoàn lên thăm và viếng đại lương này tưởng niệm Bác rất là đông. Hôm nay là ngày mùng 6 âm. Đây là toàn bộ quang cảnh sân vận động. Và là ngày tổ chức lễ hội Lồng Tồng vào mùng 9, mùng 10 âm. Nay mùng 6 thôi, còn 3 ngày nữa. Chụp nè, chụp nó chụp nó một kiểu. Đứng ở đây. Sau khi đoàn đã làm dâng hương ở đài tưởng niệm Bác thì bây giờ là sẽ đi xem các cái quà, những quà lưu niệm. Chúc thích à? Em ơi cho anh review đi nhá. Ok. Cứ thoải mái đi ạ. Đây rất nhiều các cái váy đẹp. Ừ, một móc khóa. Con này bao nhiêu tiền? 15.000. Nhưng mà chưa lấy gì. Đối. Vâng. Nó xanh giống nhau về chỗ mẹ xem là bao ăn không tại đi. Quả lưu niệm. Quả lưu niệm. Đi lên lấy cho đi. Review thêm cho các bạn một chút về không gian sân vận động. Sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9, mùng 10 tháng riêng. Kia coi người ta làm hẳn cái mái lá đấy nhỉ. Rồi mình xin được kết thúc video tại đây nhé. Hẹn các bạn ở trong những video lần sau.